Lisan xin kính chào tất cả các anh chị đang xem video ạ. Hôm nay em lên giới thiệu một số mật bông hoa cát hiện tại đang có tại vườn nhà em anh chị nhé. Và em sẽ đánh theo mã và em gắn hoa ở bên trái màn hình. Anh chị có thể theo dõi và anh chị ưng mật bông hoa nào thì anh chị có thể gọi điện đặt hàng với em qua số điện thoại 0984 282 911. Và số đó cũng là số Zalo của em anh chị nhé. Và những cái size cây mà em đang chia sẻ này ấy, hoàn toàn là những cái size cây trưởng thành rồi. Rất là nhiều cây đang lên lá mèo rồi anh chị nhé. Đầu tiên thì em xin chia sẻ vào đỏ chao anh chị nhé. Đây là đỏ chao Brea Red. Đấy, size cây như thế này. Cây nó chừng khoảng độ 4 đến 6 lá. Size cây trưởng thành và cây nó rất là cao. Anh chị chăm lực cái thân này nó rất là cao, rất là to nha anh chị nhé. Hoa thơm đậm cho em. Màu đỏ là đỏ đậm. Đấy, em đặt đây là mã L1. Anh chị lên L1 120k. Giá em báo đây là chưa bao gồm phí vận chuyển anh chị nhé. Anh chị lấy từ 3 chậu là em lên sàn bao ship ạ. Rồi tiếp theo em sẽ sang một cái mã nữa. Mà thân nó lùn. Đấy, cây rất là siêng hoa. Đây, đây là cây Sweet Pink. Cây hồng mật ngọt nhá chị nhá. Size cây rất là bự như thế này. Đấy, giả hành rất là mập luôn, lá rất là dày. Đó, một chậu nó như thế này. Đấy. Size cây này cũng là size cây trưởng thành rồi. Lá dày, thân nó rất là lùn, rất là mập. Anh chị chăm càng chăm nhá. Thì cái giả hành này này, cái củ của nó rất là to, cái thân củ nó rất là to nhá chị nhá. Hoa màu hồng phấn, họng ống thơm đậm cho em anh chị nhá. Thơm đậm luôn đấy ạ. Đấy. Size cây như thế này em chia sẻ là L2 với giá là 100k. Và tiếp theo thì một trong những cái mặt bông hoa rất là quốc dân, đó là cái cây đỏ Hắc Tùng nha anh chị nhá. Cái đỏ Hắc Tùng này. Đấy, cái size cây như thế này là size cây trưởng thành rồi, cây đang lên lưỡi mèo này anh chị này. Đấy, cây nó rất là cao nhá. Size cây Hắc Tùng thì nó chỉ có đến size như thế này thôi anh chị ạ, nó không có chậu to đâu. Nên là em chia cho anh chị này. Cái giá này mọi hôm em chia sẻ là 120. Đây em lên clip này em sẽ chia sẻ cho anh chị với giá là 100k nhá. 100k. Đấy, cái cây như thế này. Nói chung là cái cây Hắc Tùng này nó không có đại trà nhiều anh chị ạ. Nó không có đại trà nhiều, thế nên là đến cái size như thế này. Đấy, gọi là size đẹp rồi anh chị nhá. Cây nó rất hoàn toàn là khỏe. Rất là khỏe luôn. Đấy, Hắc Tùng hôm nay mã L3 đi anh chị. Mã L3 chị lên cho em với giá là 100k nha. Và tiếp đến, em xin giới thiệu tới anh chị một trong những cái mặt bông hoa trắng tinh khôi. Đấy, Snow White hay còn gọi là trắng bạch tuyết đấy anh chị. Cái cây nó rất là mập như thế này. Cái lá dòng này rất là dày, rất là dễ hoa. Bây giờ những cái dòng cát tem như thế này anh chị này. Đấy, rất là đẹp, trắng tinh khôi nhá. Em có gắn ở bên trái màn hình đấy, anh chị có thể ngắm hoa. Ưng cái mặt bông hoa nào thì anh chị có thể gọi trực tiếp cho em Linh San, hoặc là nhắn qua cho em theo số điện thoại 0984 282 911. Hoặc các bác có thể kết bạn Zalo với em nhé. Em sẽ chụp cây qua cho gửi cho các bác cùng tham khảo nhé. Đấy, cái size cây tương đương em chia như thế này. Đó, mã này lên cho em là mã L4 nha các bác ơi. Mã L4 với giá cũng 100k luôn ạ. L5 này là cây Nhật Thịnh nha các bác. Một trong những cái dòng sổ đài xưa. Đấy, khuôn hoa rất là to, lên được tầm khoảng 18-20 cm. Cánh hoa rất là dày. Nhật Thịnh, anh chị lên cho em là L5. L5 với giá là 100k luôn anh chị nha. Tanangol anh chị biết là một trong những cái mật bông nó rất là đẹp rồi. Và cái bông này nó lai với Tanangol. Lai giữa Tanangol và Floenbit nha anh chị nhá. Hoa màu vàng, lưỡi đỏ tràn luôn anh chị nhá. Dòng này nó không có hai con mắt vàng như là Tanangol đâu ạ. Đấy, size cây em chia như thế này. Anh chị lên cho em là 120k một chậu nhá. Đây là L6. Cái cây này thì rất là dễ hoa. Một trong những cái mật bông có trên thị trường rất là nhiều năm nay rồi. Đấy, cái chậu em chia này, thân nó rất là cao, nó già năm như thế này. Đó, một chậu như thế này, rất là nhiều giả hành. Cây rất là khỏe. Đó. Đấy. Vàng lưỡi đỏ, sắc vàng thì rất là tươi, dễ hoa. Đấy, nở rộ một Tết một năm cho hoa 3 đến 4 lần nha anh chị nhá. Riêng cái dòng này khẳng định với chị luôn. Nó rất là dễ bông. Thông Sufan Gold No 5 lên cho em mã L8. Với giá là 120 nha anh chị nhá. Sau thì em xin giới thiệu tới anh chị một trong những cái mặt bông hoa rất là đẹp, người đẹp Đài Trung anh chị nhá. Người đẹp Đài Trung của Đài Loan đấy ạ. Size cây em chia như thế này. Cây nó rất là cao, hoa chùm bông bự anh chị nhá. Đó, bông này nó có thể đạt đến size 19 đến 20 cm, hoa rất là thơm, rất là đẹp. Đó. Cây tách chiết anh chị ơi. Đây, size cây rất là to như thế này. Em chia sẻ này, mã này là L8 anh chị lên cho em với giá là 180k nha anh chị nhá. Đấy. To chả bá luôn đấy ạ. Mấy hôm em lên livestream thì có rất là nhiều bác hỏi em là có cắt hai lá không và cắt mini không, thì hôm nay em cũng sẽ xin phép giới thiệu tới anh chị một số cái mặt bông hoa rất là đẹp có tại vườn nhà em nhé. Đây, cái cây này là cây cắt hai lá, cây cây hoa màu blue nha anh chị ơi. Cái này là Zyrex Breezy. Đấy, size cây em chia là như thế này. Anh chị lên cho em với giá là 90.000 một cây nhá. 90.000 một chậu như thế này. Đấy. Và trên mỗi một cái cây, đấy, trên mỗi một cái chậu thì em sẽ có gắn tem vào anh chị nhá.
Đó, size cây em chia như thế này. Cây này nó không cao đâu anh chị nhá. Cây này không cao đâu ạ, nó sẽ cao hơn được thêm một chút nữa thôi. Đấy, hoa chùm rất là đẹp ạ. Là mã L9 nha anh chị nhá. L9 90.000. Rồi tiếp theo này, em sẽ lên một cái dòng cát mini rất là đẹp. Line giữa hai dòng đó là Long Tôn line với Galaxy Bentley đấy. Đây là cái cây tú cầu đỏ line với Galaxy Bentley đấy. Size cây em chia như thế này này. Cây này hoa đẹp, hoa chùm nha anh chị nhá. Đây bắt đầu bước vào cái size trưởng thành rồi. Đấy, cây này em nuôi ở vườn rất là lâu rồi, từ năm nọ qua năm kia cái cây nó mướt rất là đẹp như thế này này. Đấy. Cái chậu như thế này em cũng chia cho anh chị với giá là 100.000 một chậu anh chị nhá. 100.000 một chậu. Galaxy Bentley line với Long Tôn Red nha anh chị nhá. Cái sắc hoa này rất là đẹp, bông chùm. Cây anh chị càng nuôi nó càng cao nhé. Càng cao hoa chùm và thơm đậm, cánh sáp. Đó. Đây. Đó. L10 nha anh chị nhá. L10 với giá là 100.000 một chậu ạ. L11 này là một cái cây báo chinh hua nha anh chị nhá. Đó, cái cây này đang lên mầm ở dưới gốc đẹp quá. Đấy, size cây em chia như thế này. Cái dòng này thì anh chị lên cho em là 120.000 một chậu anh chị nhá. Có rất là nhiều cây thì nó đã ra hoa rồi. Có rất là nhiều cây thì đang lên mầm. Tiếp đây là mã L12 anh chị nhá. L12 là cây đắc oran, cây hoa màu đỏ rất là nổi nha anh chị nhá. Đỏ cam rất là nổi, bông hoa chùm rất là xinh luôn. Dòng này thì cực kỳ là dễ hoa anh chị nhá. Lên lá là cho bông thôi, riêng cái dòng mini và cái dòng cắt hai lá ấy, cực kỳ là dễ làm bông nha anh chị nhá. Cái chậu em chia như thế này, em còn vài chậu nữa thôi. Anh chị cũng lên cho em là mã L12. L12 này với giá là 100.000 một chậu anh chị nhá. Anh chị có thể gọi điện trực tiếp cho em Linh San qua số điện thoại 0984282911. Ngoài ra thì em còn rất là nhiều mật bông hoa khác nữa nhá anh chị nhá. Anh chị có thể nhắn Zalo thì em sẽ gửi mật bông qua cho anh chị nhà mình cùng tham khảo nha. Rồi em xin kết thúc video tại đây ạ. Em cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi video của em nha.